Tí nữa anh ăn cơm xong em về trước, rồi em trông bánh đến ngày mai nhá, đến tối nhá. Em ngủ với bác Nhâm. Bác Nhâm không cho ngủ đâu. Bác Nhâm cho Thùy ngủ đây không bác Nhâm? Bác Nhâm. Ờ, Thùy ngủ đây đi anh để Thùy ngủ. Đấy, có cho ngủ đâu. Ai cho mà ngủ. À, phải chiều. Ngủ vào nhà rồi cái điện thoại. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn trở lại với Giang Áo Pháo nhá. Một video nữa trên kênh các bạn. Mình và Thùy đang trông bánh, đang trông cái bánh chưng các bạn. Bánh chưng thì sắp chín rồi. Đang với bánh chưng thì mọi người, anh Nhiệm và một anh bạn của anh ấy đi bắt lươn về các bạn. Hôm nay thì trông bánh chưng chắc phải đến 9-10 giờ đêm mới xong cơ. Vì mãi tầm 4 giờ mới bắt đầu luộc mà. Thùy đang trong kia. Và anh Nhiệm đây. Có đi một tí thôi mà. Lươn như kiểu chợ ở nhà mình ấy các bạn. Chỉ cần ra đồng một tí là về lại có bữa lươn ăn rồi. Lươn nhà mình nuôi được ở ruộng ấy mà. Đấy, lươn nhà anh Nhiệm mua ở đâu nuôi ở ruộng các bạn. Thích thì ra mà lấy thôi mà. Vì à? Thích thì mò lấy thôi mà. Từ năm ngoái năm nay có được gặp gì ấy. Đấy, anh Mạnh. Anh Mạnh thì vừa ở đâu về cũng ngửi thấy cái mùi bánh chưng với lại ngửi thấy mùi lươn các bạn. Mùi lươn. Tết có phải mùa đông bánh chưng có phải lên cân chứ. Đây. Lươn hôm nay thì không dùng giò nữa các bạn nhé. Hôm nay thì sẽ dùng mẻ và muối. Dùng mẻ và muối để cho nó hết cái nhớt này. Hôm nào dùng tuốt cho, nó có nhiều cách lắm các bạn. Hai cách đơn giản là dùng cho và có thể là dùng mẻ hoặc muối này. Anh Nhiệm đang đập cho nó chết đi vì mấy con lươn này nó sống nó chạy điên loạn lắm. Hôm nọ bị cắn xong cơ. Đây vào trong nhà xem cái gói bánh chưng của bạn Thùy xem ra gì chưa. Từ năm ngoái năm nay không làm được gặp Thùy ấy. Từ năm ngoái năm nay không làm được Thùy à? Anh Mạnh đi đâu về đây? Xin chào. Ủa, quên lấy hàng rồi. Bánh chưng chín chưa? Chưa. Hả? Trái cái em bé chín á? Anh xem nào. Bánh chưng của Thùy và bà B và bà Nhâm gói các bạn. Cái này phải luộc khá là lâu cơ. Ôi dồi ôi. Muốn làm bánh? Dạ. Còn lâu, cái này chắc phải đêm mới được ăn á, mới chín á. Mình với Thùy đang trực. Nó càng thêm một đợt không? Thêm hai lần nữa là nó chín rồi. Dạ. Có hai lần nữa là chín rồi. Bạn Nhâm bảo là nó cạn một lượt thì cho thêm hai lần nước nữa là nó chín các bạn. Chắc phải đến đêm cơ. Mình và Thùy thì đang chờ để lấy về mai thắp hương ấy. Nên là phải chờ phải khi nào. Phải trong đến đêm rồi nhỉ? Hả? Trông đến đêm thôi nhỉ, giao nhiệm vụ rồi. Đi nấu cơm cho. Mấy anh nấu cơm cho, em chỉ phải trông cái này thôi, đun bếp thôi nhá. Sướng không? Này em làm cả chiều rồi đấy. Làm cái gì? Gói cái bánh còn học từ năm ngoái năm nay còn chưa xong. Nói đẹp thì học đẹp hơn của anh rồi. Mình gói hai cái đã đẹp lắm rồi. Chịu đấy. Rồi, đi vào trong nhà ra ngoài ngày bữa cơm ngày hôm nay đi. Hôm nay thì mấy anh em mình sẽ ăn cơm tại nhà anh Nhiệm các bạn nhá. Không biết là anh ấy bắt lươn về thì làm món gì hay là lại làm món cũ. Nếu mà làm món cũ thì mình không nhìn lại nữa. Như cái món mà vừa làm rồi ấy. Nếu mà làm món mới thì mình sẽ nhìn lại. Trông nóng bánh của Thùy quá. Xem nào, có bánh ngon không? Có đẹp lắm, đẹp bánh luôn luôn. Thế thì luyện luyện cơ có bánh mà Thùy ấy, nên là có sôi đấy. Học gói bánh từ năm ngoái năm nay vẫn chưa biết từ gói bánh được mà. Đây là cái bánh đen anh ạ. Bánh bằng cho cái lúc nang đấy. Tiền Tết được một tuổi nhiều. Lớn rồi, tiền Tết mất. Chứ bị bao đến chồng đi. Anh ấy mà à. Anh đi được một tuổi mà. Đi được một tuổi à? Anh một tuổi non. Anh bị mừng tuổi họ đúng không? Anh kia mà tôi đi mang thảo anh ơi. Hả? Tiền Tết đi mang thảo rồi. Ờ, đi lấy măng. Sao gì anh? À, đi mua măng gì? Vâng. Thời điểm đang mùa măng các bạn. Hôm nào ông ăn măng. Bây giờ mới thấy là cái vườn rau nhà bà Nhâm các bạn. Bình thường mới không để ý nó đằng này. Tốt phết, tốt hơn rau nhà mình. Thời điểm này gần tối tối nhá, nên là hình ảnh nó hơi kém một tí các bạn thông cảm. Đó.
anh em làm vặt rau cải đang vặt nốt đi để trồng rau mới các bạn. Thời điểm này những cái rau mà vụ đông ấy, rau rau nó ưa lạnh ấy thì nó bắt đầu bị lụi rồi. Giống như rau bắp cải các thứ ấy, nó bắt đầu lụi rồi. Vì mùa hè nó không phát triển tốt đâu. Còn vụ đông những cái này thì nó ưa lạnh mà. Thì sẽ trồng những cái loại rau khác giống ví dụ như kiểu là rau mùng tơi hoặc là rau dền các bạn. Còn bây giờ thì những cái rau này mọi người không ăn hết thì cũng chặt cho lợn hết thôi, hoặc là có thể ra bán các bạn. Đây rồi, có một chút ánh sáng với bản nữa các bạn. Đây rồi, mình đang nhờ Thùy anh Mạnh lấy chút ánh sáng. Nhâm trồng nhiều rau hết này. Bây giờ mình thấy vườn rau nhà bà Nhâm mà cả làng ra xin à? Sao nhổ nhiều thế bà? Nhổ đi ăn rồi để làm gì nữa? Nhổ cả bé nhỏ, có kia đâu? Thoải mái rồi bà. Nhổ phải cả luống các bạn. Vâng. Thỉnh thoảng chúng mày về được ăn. Nếu mà cháu không về hả? Không, mình ăn rau được đâu. Toàn các cháu về ăn rồi. Các cháu về ăn rồi đó. Vâng, đi. Để cho sau đèn cho. Trời bắt đầu tối rồi các bạn. Ao phải chi ao ấy? Quần ao à? Ở nhà bác Nhâm này các bạn. Nấu cám cho lợn. Dùng cái cây chuối các bạn. Thái nhỏ ra rồi băm thôi. Nhà mình cũng dùng cái này các bạn nhé. Dùng cám. Hả? Không ạ, và nhà cháu cũng dùng cái này để nấu cám cho lợn. Hả cơ này? Trồng chuối các bạn. À, cái tâm khá mỏ. Mẹ ta làm đồ ấy, ăn đây, uống rượu đây nó còn này. Đi đâu nữa không? Ông bỏ ăn nằm như thế đấy. Thằng này nhỉ. Cơm mà đi nấu cơm. Nấu cơm cho ai? Anh Nhiệm thì có hai người nó ăn nấu. Tí là sao có gì đâu. Anh Nhiệm thì đang mổ cho con lươn các bạn. Hôm nay bắt được con lươn to đây vì anh đi xa ấy. Toàn lươn to các bạn. Toàn lươn to luôn. Cái lươn này làm gì hôm nay, làm món gì anh? Nếu mà anh Nhiệm sao lan ạ? Vâng, lươn phía sao lan các bạn. Hôm nay xào với cái gì được nhỉ? Xào lan lại với lá tỏi như món của anh Mạnh không nọ à? Không, làm khác đi một tí đúng không? Đó, lươn xào xả rau răm cũng ngon lắm các bạn. Xả ớt được nhá. Ôi, đi vào trong nhà đi. Mấy Thùy và bà Nhâm đang nhặt rau. Ôi ôi, nhặt non đấy. Nhặt thì còn lại để cho cá hay là cho lợn đấy? Cho lợn à? Bỏ đi, tại vì nó là lốc mà. Xong băm cho cá hay ăn cho lợn? Cá cá nhà anh luôn. Ô, cá nhà anh đói nó ăn hết. Thế là anh không chăm sóc chúng nó. Em mặc áo ai đẹp thế? Hả? Áo ai đẹp thế? Anh mặc áo này hay là áo này? Áo này. Hả? Ừ. Đẹp của anh. Đẹp thế. Áo trong này cũng của anh. Lấy đâu ra ấy? Hả? Xin chưa? Mượn chưa? Chịu đấy. Đến tối nhá, đến ngày mai nhá. Tí nữa anh ăn cơm xong em về trước, em trồng bánh đến ngày mai nhá, đến tối nhá. Em ngủ với bác Nhâm. Bác Nhâm không cho ngủ đâu. Bác Nhâm cho Thùy ngủ đây không bác Nhâm? Bác Nhâm. Ồ, Thùy ngủ đây em đi ăn gì Thùy ngủ. Đấy, có cho ngủ đâu. Ai cho mà ngủ. À, phải chi rồi. Mày à, cái điện thoại. À. Mày mưa đấy à? Mày mưa. Mày mưa. Lại măng các bạn.
hôm nay không phải đâu mà. Bạn Nhâm nhận định là anh Mạnh đi mua phải măng hôm qua rồi các bạn. Nếu măng ấy thì để qua 1-2 hôm thì nó sẽ bị cứng các bạn nhá. Ăn nó không mềm mà ngon nữa. Đang lúc mùa măng nhỉ, hôm nào ăn măng mà. Cháu đi nhà nào ăn măng ấy. Em đến đây đi chợ ông Nam chợ mua măng. Ừ. Bạn mua măng luôn. Anh ăn măng nhiều sao mọc trồi vậy? Ăn nhiều đến nỗi mà đi gội đầu mà kéo sắc là nó rụng hết ra luôn. Ăn măng nhiều rụng tóc, rụng tóc các bạn. Hả? Sao hỏi nữa? Hôm nay nó tốt gì không? Anh Nhiệm đang bảo là đói lắm rồi, làm cấp tốc. Cái này nấu canh thôi, măng xào. Nấu canh thôi làm gì à? Rau nấu canh. Ăn gì à? Còn thùy thì hấp lên. Ăn thịt cho ngọt. Thì ăn tái rồi. Thì hấp lên ăn thịt cho ngọt này, đỡ kiểu mất vị ấy. Rồi, để cho hai bác cháu tâm sự đi. Luộc nha, đúng rồi, luộc đi. Luộc nhờ. Cái gì nhanh nhất có thể. Mình và Thùy được giao nhiệm vụ đi hái rau răm các bạn. Cẩn thận hái vào cái nhầm cây rau răm nhá. Có hai cây giống nhau đấy, đúng rồi. Nhưng mà cây này có ăn được không? Không ăn được, không ăn được. Cây này không ăn được. Cái rau răm nó có cái loại giống nó ấy các bạn. Hàng fake thôi các bạn. Hàng fake, không ăn được. Cái đấy người ta mang đi làm bả cá ấy, em. Nói có biết rồi mà. Anh Nhiệm đang đập lươn trên kia, pop trên kia. Cái rau răm này thì sẽ xào với lươn các bạn nhá. Xào lươn với xả. Xào lươn này, ớt này, xả rau răm. Nó cực kỳ thơm luôn đấy. Mỗi hôm thì làm một món các bạn. Lươn xào rau răm cùng mấy Thùy. Lươn Yên Bái. Ăn thịt lươn Lào Cai. Nhưng mà lươn Yên Bái khó bắt lắm các bạn. Chỉ có lươn Lào Cai mới dễ bắt thôi. Cho tay vào lỗ rồi bắt luôn. Ở đằng này này. Đó, đằng này tốt này. Đấy. Thôi nhặt thế thôi. Đi về đi em ơi. Được rồi, anh thấy đều được rồi. Một ít lươn thôi mà các bạn. Tầm 1 cân rưỡi 2 cân lươn thôi mà. Sẽ đi về, trời bắt đầu tối á. Ở ngoài thì vẫn nhìn thấy đường đi thôi. Nhưng mà trong cái máy quay này thì nó tối mòm. Nên mình phải dùng đèn. Đi vào nhà. Thùy thì vừa rửa rau xong rồi các bạn. Anh Nhiệm thì thái ớt cho vào. Thái rau răm nữa thôi nhỉ anh nhỉ. Rau răm này với xả các bạn. Sẽ thái vào nha các bạn nhé. Đó. Hơi máu nhỉ. Đấy, đợi này rồi, ok. Cho nhiều rau răm này. Cho nhiều ớt, cho nhiều xả các bạn. Thì nước xào đảo. Cái xào lăn thì mình ăn nóng thôi. Thằng này nó máu quá nên là mình ghi hình nó hơi khó. Các bạn thông cảm nhé. Đây, chân dung đầu bếp Nhiệm chúng ta đây. Chuyên là chuyên đa móc lươn. Mình chuyên ăn sâm đất. Sâm. Ăn quả là loại đặc biệt. Chuyên da móc lươn các bạn. Rồi các bạn, hôm nay thì toàn mấy anh thanh niên vào bếp thôi. Hôm nay thì làm bánh cả ngày rồi nên là mệt các bạn. Anh Nhiệm thì đang ướp cái thịt con lươn cho hạt dổi nữa. Đằng này thì người ấy đang trông cái nồi bánh trưng các bạn. Còn đằng này thì anh Mạnh đang làm cái chằm chéo. Cái chằm chéo của anh gồm những cái gì anh ơi? Lá mùi tàu. Lá. Rồi đây.
chẩm chéo anh Mạnh các bạn. Tỏi, gừng, có gừng này, gừng, muối, chín, chanh. Đấy, mình điểm lại các bạn nhé. Giá lá rau mùi tàu, rau mùi, ớt, tỏi, gừng, hạt dổi, mắc khén, muối và mì chính. Giá đều lên. Càng nhỏ càng ngon các em. Càng nhỏ thì nó càng quyện vào nhau các bạn. Cái chấm cái gì, cái này chấm bế măng cũng ngon mà. Nói chung là chấm được tất cả các loại các bạn. Ngon cực kỳ luôn. Cái bát bé quá, anh cho nhiều bát bé quá nó bị phói hết ra. Cô dám dạ mày. Sợ nó thủng cái bát đi con dưới không? Đúng rồi, nó thủng mất. Cá rán. Cho con này đi. Lươn các bạn. Lấy cho em cái chọc kia đây. Lươn ướp tất cả luôn. Tí nữa mình chỉ xào lăn, xào đảo cho nó chín là, cho nó chín tới là ok rồi. Có gì đấy nhỉ? Đó, cho thêm hành nữa. Ui, nhiều nhiều thứ đấy. Phi hành rồi cho cái này vào nhá. Này thì xem anh Nhiệm ướp những gì nào. Có sả, có ớt, có hạt dổi, có nước mắm. Cái rau răm thì tí nữa xào gần chín thì mình cho vào các bạn nhé. Thì đảm nhiệm cái món đặc biệt nhất các bạn. Nó là món rau luộc, món sở trường của Thùy. Luộc ngon lắm. Có khi quên cho thấy thật con ấy, thấy nhỉ? Anh có chê đâu ơ. Dối nhỉ? Măng phải xào xào mỡ lợn nhé. Đúng rồi, măng phải xào mỡ lợn mới ngon. Chính xác đấy. Món sở trường của hai thứ hai của Thùy là nấu mì tôm nhưng mà quên cho súp. Món sở trường thứ ba là trứng luộc. Luộc bị ngọt các bạn. Luộc trứng ta bị ngọt mà. Rồi, chịu thôi. Biết rồi, đảm đang nhất. Khiếp, mặt ngắn tún mà. Chịu thôi, giãn cơ mặt ra xem nào. Thêm nước các bạn. Thêm nước vào bánh. Nó cạn một lần rồi, bây giờ cạn lần thứ hai, lần thứ ba nữa là thứ hai là được ăn rồi. Bà Nhâm bảo cạn lần thứ hai nữa là được ăn rồi. Đó. Từ cái lúc chiều chiều mà trời còn nắng to cơ. Mình luộc đến bây giờ mà. Bây giờ bắt đầu là tối tối rồi, được trong tầm 2 tiếng rưỡi rồi. Bây giờ nấu cơm xong, ăn cơm xong nữa thì cũng xong. Mang về luôn cho bà B để bà B thắp hương các bạn. Ở trên gác bếp nhà bác Nhâm các bạn. Nhà bà Nhâm thì có hai cái giỏ này. Cái giỏ này đan được đan bằng cây nứa non các bạn. Thời điểm bây giờ thì nó có những cái con mọt ấy. Nó có con mọt ăn thì mọi người sẽ để trên gác bếp nhá, cho nó khô để con mọt nó đỡ ăn. Đó. Mà nó được tuổi thọ nó sẽ cao hơn. Còn bây giờ mà lấy ra dùng luôn thì nó sẽ bị dễ bị mọt ấy và nó bị mục các bạn. Và ở đây nữa là cái chân gà này. Chân gà này là chân gà mà người ta cúng vào đêm 30 các bạn, làm cơm đêm 30 á. Nếu mà chân gà đẹp thì mọi người sẽ cắt và buộc để cho gác bếp này đến năm sau nhá các bạn nhá. Đến khi nào Tết năm sau thì đổi đi. Nó sẽ cất cái chân gà đi hoặc là đốt đi các bạn. Hoặc là cho mẻ đó. Và đổi cái chân gà khác, cái chân gà này sẽ treo đây 1 năm nữa. 1 năm đến Tết 30, mùng 1 Tết thì mọi người sẽ đổi cái này. Đó. Ở nhà mình cũng có một đôi như này các bạn, vì Tết mà. Nhà nào cũng phải mổ gà ấy, đêm 30 Tết, đó là cúng đêm 30 các bạn. Đằng này thì xào măng nữa. Măng này xào rất là lâu nên là phải xào trước các bạn. Đó, măng xào với tỏi. Xào măng xong là xào lươn của anh Nhiệm nữa là xong rồi.
tất cả các món, mấy món đơn giản thôi, với lại là những cái món này mình cũng truyền tải quá là chi tiết trong những video gần gần đây nhất rồi. Mọi người nếu mà muốn học theo cách nấu ở trên đây bác mình có thể xem lại những video trước nhé. Còn hôm nay thì mình chỉ hình là cái bữa cơm gia đình thôi, bữa cơm tại nhà anh Nhiệm của mấy anh em mình nữa. Lươn xào lăn các bạn, đầu bếp anh Nhiệm. Vừa đổi cái bếp các bạn, cái bếp bên kia nó bé hơn, có bếp này nó nóng, nó to hơn các bạn, cái lượng nhiệt nó cao hơn. Quyền phi hành các bạn, nhưng không sao. Đằng nào nó cũng chín mà đúng không? Phi đường nó sẽ thơm hơn, đúng rồi đấy. Lươn thì sẽ xào. Anh Nhiệm thì đầu bếp thì khỏi bàn rồi, tất cả các món từ trên rừng ấy xuống nước ấy nữa thì rắn lươn các thể loại nhỉ, chim chóc, món Bắc Trung Nam đó rồi hết. Đầu bếp các bạn, anh ấy thì gần như là đi cả nước, đi từ Nam ra Bắc đó. Xào măng, vừa xào măng vừa xào lươn, trong một lúc kiêm hai món luôn. Chín rồi các bạn. Khi nó chín thì mình cho rau răm vào nhé các bạn nhé. Rau răm thì mình đảo 2-3 lần nữa là mình xong rồi. Đó, chuyển sang bếp to. Đưa xe bắc ra nhé các bạn nhé. Phải 3 đĩa các bạn. Đây này. Ủa thơm thế. Đi 1 tiếng được 3 đĩa các bạn. Một mấy anh Nhiệm bát thôi, 2 cân. Một cân 200.000. 2 cân là 400.000 các bạn. Cho bát luôn nhá. 400.000 là thương phẩm đấy. Là tươi đấy các bạn. Còn chế biến này nữa thì trong một đĩa phải 150 nhỉ. Chất lượng quá. Thì theo nghiệm toàn ăn đồ lươn, lâu lâu thì có rắn nữa. Anh ăn toàn đồ không dám. Đó, không cám các bạn. Tự tay bắt được nó mới ngon nhưng đặc biệt. Rồi, tất cả món này xong hết rồi. Bây giờ thì sẽ lấy lên nhá. Thì giúp mình. Cẩn thận ngã nha em nhá. Thì sới cơm các bạn. Đây cái món mấy anh em này thiếu mỗi măng thôi. Măng thì chờ một lúc nữa thì nó sẽ chín các bạn nhé. Đúng là cá lươn xào lăn, cá rau cải luộc. Đó, xin mời mọi người đi ăn cơm tại nhà anh Nhiệm, toàn các món ngon thôi. Thôi cùng nhau làm một chén nhờ. Còn ông nữa mà. Rồi em nhận, em sẽ đứng ở đây xem mọi người ai uống khỏe nhất rồi. Ông tí mình vào 5 phút là vào và ăn đi. Đúng rồi. Mình sẽ để bé xa xa, mình ngồi cùng mọi người ăn cơm nhé các bạn nhé. Cái bữa cơm gia đình tại nhà anh Nhiệm thôi. Đây về đây ngồi với Thủy thôi. Cảnh cây quần với nhau các bạn.
ăn cơm xong rồi các bạn, ăn cơm xong thì bánh cũng chín luôn. Đây này, những cái bánh đen các bạn. Thùy và bác Nhâm, bà Nhâm thì lấy ra, bà B thì mở kiểm tra xem nó chín hẳn chưa. Không được thì có thể là mang ra tiếp, để cái nước nó còn màu đen cơ, vì nó ra nước mà các bạn. Alo. Cái cái nào mẹ? Cái của mình nó dở nó đẹp thế này cơ mà. Là đầu tiên nó xấu các bạn, vì nó cơm ấy, xong về sau thì nó sẽ nở ra. Đầu tiên nó không căng này đâu, vì nếp mà, gạo nếp mà. Cái đấy của tôi cô ạ. À. Không, của em buộc là tròn lên đây. À. Đẹp đẹp mà. Ừ. Đó. Nên cái bánh màu đen bây giờ thì mình sẽ lấy ra các bạn nhé. Rồi những cái bánh màu đen các bạn. Bánh trưng bên trong là màu đen. Bây giờ thì bà B sẽ mở ra các bạn nhé. Rồi bà Nhâm thì với Thủy đang vớt ra, dùng đũa vớt ra.